Ra anh cũng may mắn hơn trai. Dạ mình may mắn hơn trai. Dạ. Mình không có bị dở hành. Dạ. Mình không có bị dở hành. Cái lúc mà là chị nhà vừa cạn thì mọi thứ nó có thuận lợi không? Người đàn ông sẽ ở trong vừa cạn với người vợ để thấy được và để hiểu được. Và cái đó là một cái quan niệm rất là phương Tây. Hiện nay xưa em cũng rất là muốn vào. Nhưng mà có một cái lý do, sau này thì nghe bệnh viện kể lại mới biết là trong cái phòng sinh lúc đó có một lý do tế nhị mà em không thể vào được. Em chỉ nói là anh ở ngoài đi, khi nào mà anh vào được em sẽ gọi anh. Thì khi mà người ta gọi mình vào là chúc mừng anh, chị nhà đã sinh xong, thì lúc đó cái cảm giác của mình như thế nào? Đầu tiên là vui trước nhưng mà tiếp theo là thấy thiếu thiếu. Đúng rồi. Thì mình muốn kia mà tính bây giờ vậy. Mình đồng hận và mình lo nhất là lo cho vợ của mình. Trời, anh đã hứa với em rồi là anh sẽ vào đó với em. Vậy mà nãy giờ em vừa cạn một mình mà anh không hề biết. Vợ mình có buồn, có tủi, có giận, có cái gì hay không? Mình lo nhất là lo cái đó. Cái lúc mà là lần đầu tiên đối diện với lại con của mình là chắc chắn cảm xúc của mỗi ông chồng luôn đều khác nhau cả. Cái lần đầu tiên mà mình nhìn thấy cái vật thể thì không đúng lắm, nhưng mà là một cái đó thì mình không có thấy được. Mình chỉ thấy cái gì đó xanh xanh, cái áo thì mới sinh là đúng các rồi. Đứa bé đều sẽ được gọi là áp da hay là áp gì đó nhỉ? Áp vào lồng ngực, nó gì đó. Không, cái từ nó ngắn lắm, có hai từ thôi. Sau đó thì cái lời đầu tiên mà mình nghe đó chính là cái lời của vợ mình, nói là ba ơi, ba ơi. Thì khi mà nằm ở trong cái giường rồi mình bắt đầu mình coi được kỹ hơn thì lúc đó mình thấy quá tuyệt vời. Ồ con mình nè, ô cái chân nè, ô cái tay nè, đó kiểu vậy. Bây giờ mình nhìn lại tấm hình đó mình mới thấy ôi xấu quá. Tức là thấy ghê lắm đúng không? Nhưng mà bây giờ lúc đó mình thấy quá tuyệt vời, quá đẹp đẽ. Đang nằm trong cái môi trường nước ối mà, dạ. Cho nên là da dẻ nó hơi nhăn nhéo xíu. Dạ đúng rồi. Chăm vợ bầu là cực một lẻ rồi, bây giờ chăm con là nó phải cực trăm bề luôn. Mình là một người rất may mắn bởi vì mình được tạo điều kiện rất là nhiều để có thể làm việc mà không phải quá cực về cái chuyện đó. Vậy là có xin được chào anh Ngọc Trai, anh Thanh Tân cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Các Ông Bố Nói Gì. Em bước ba bước thôi, ba chờ em. Đợi đi em. Cái nữa. Em bước cái nữa. Trời ơi. Cái nữa đi. Đầu tiên thì là chắc hẳn là phải để cho thầy gọi là giới thiệu thêm một tí xíu về bản thân mình. Đúng rồi, bản thân mình. Đúng rồi. Chuyên môn của thầy là dạy môn gì nè? Mình đang là một giáo viên tiếng Anh. Ghê. Dạ. Thiệt ra không nói gì thầy, bản thân tụi em mà cũng thuộc dạng như là cũng biết khá tiếng Anh á. Dạ. Nhưng mà bị cái vậy nè, khi mà càng lớn là lại càng ngại học tiếng Anh. Thợ khi mà nói ra tao nói ui thằng này học dở hay là nó không hay. Thì cái đó lại là do mình ngại hay sao thầy? Bây giờ trước khi mà trả lời câu đó thì chắc là em hỏi anh trai với anh Tân câu nha, đó là các anh có đi tập gym không? Có. Ê học tiếng Anh với lại gym liên quan. Không, người ta hỏi có liên quan đó. Vậy hả? Không phải người ta hỏi là chuyện tầm bậy đâu, hỏi là có liên quan người ta mới hỏi đó. Ok, có. Dạ, có tập rồi. Gym. Đẩy quá là đẩy luôn. Ở trong gym mình thấy nam nhiều hơn hay nữ nhiều hơn? Nam nhiều hơn. Nam nhiều hơn. Đúng vậy. Vậy đố các anh chứ nam tập là cho ai coi? Nam tập thì nam tập cho nữ coi. Nam tập là để cho những người nam khác nhìn vào mình và phấn đấu. Hoặc là tại vì cái chuyện tập gym là cái chuyện mà lên được 6 múi cục là cái chuyện rất là khó khăn. Đặc biệt là đối với anh Tân đúng không ạ? Thì cái chuyện đó nó rất là khó, cho nên là cái việc mà mình tập được 6 múi mình phải thể hiện cho những người khác. Vậy thì học tiếng Anh cũng vậy, thường á mình cố gắng mình phát âm chuẩn hay là mình cố gắng mình nói cho đúng để cho người Việt nghe. Chứ người nước ngoài họ không có để ý những cái chuyện đó. Cho nên cái chuyện mà anh trai cảm thấy ngại khi mà mình nói ra là bởi vì anh trai sợ những người Việt khác chê mình. Có dịp nói chuyện với lại người nước ngoài rồi đó thì mình sẽ thấy là họ không bao giờ mà họ để ý, họ bắt lỗi mình hết. Họ chỉ quan tâm một chuyện thôi, đó là hiểu hay không. Hiểu hay không? Còn khi muốn nói về những gia vị có từ ngọt là sweet và ta có đắng là bitter, mặn là salty. Còn cay ta có từ hot hay từ spicy.
Còn từ chua give all sour zoom đi. Yeah. Đó, thì đó là cái chữ sóng gió. Đó. Tự nhiên nghe thầy hát xong mới thấy à, cái việc học tiếng Anh nó đã bớt sóng gió hơn. Sóng lặng rồi. Nghe rồi. Sao mà là thầy với lại vợ gặp nhau? Gặp nhau là do làm chung chương trình ở trường đại học. Trước khi mà mình gặp vợ mình đã xác định là mình sẽ không yêu nữa. Why? Quá lười yêu. Tại sao lại lười yêu? Tại vì bị lừa dối quá nhiều. Dạ đúng. Nhưng mà đi đùng xong cái sự xuất hiện của vợ thầy nó khiến mọi cái suy tính của thầy nó đã trở nên vô nghĩa. Hai vợ chồng đã đến với nhau rồi. Dạ. Biết tin vợ mình mang thai lúc đó cảm giác mình thế nào? Cái này chắc là phải chia sẻ chút xíu. Bây giờ mới dám ngồi đây nói chứ ngày xưa là không có dám. Khi mà đi khám sức khỏe tổng quát đó thì bác sĩ mới cho mình một cái tờ giấy, mà cái tờ giấy đó nó còn hơn cả cái tờ giấy HIV nữa các bạn. Có nguy cơ hiếm muộn. Là ai? Là em. Nó đâu có dám chọn, nó quê chứ. Cái lối sống của mình lúc đó nó không có phù hợp. Tại lúc đó em rất là hay thức khuya. Cho tới khi mà lấy vợ rồi thì lúc đó nó lại có một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện tuổi. Em là một người cũng tin vào cái đó. Nếu mà em có con trong năm đó luôn thì điểm đó là 7 điểm là rất tốt. Tháng 4 là mình cưới, nhưng mà làm sao để mà may mắn một cái đó là cái năm đó, năm 2017 đó là năm nhuận, cho nên có 13 tháng. Do đó may quá còn kịp. Vậy thì lúc mà biết tin vợ mang thai thì lúc đó mình có được hai niềm vui. Thứ nhất là mình không có bị bệnh. Và thứ hai là gì? Sinh con được đúng tuổi nữa. Cho nên là hai điều đó làm cho mình cảm thấy vô cùng sung sướng. Lúc mà là chị nhà có bầu á. Dạ rồi. Có ngén không? Tại vì thường thường nha, mấy bà mà ngén á nha, trời ơi tâm tình thay đổi ghê lắm. Dạ. Lúc đầu thì có thể anh ơi đó. Không ơi, lại đây, tôi đang nói bụng nè. Có bao giờ chị nhà vậy không anh? Thì cái đó là vợ anh trai hả? Không, vợ anh thì là luôn luôn như vậy rồi. Vợ em thì có, nhưng mà nó sẽ không có tới mức độ như vậy. Đó chính là họ sẽ hay tủi thân nhiều hơn. Họ sẽ muốn mình hiểu họ ngay cả khi họ không hiểu họ. Chẳng hạn như bây giờ nói em muốn ăn nhưng mà em còn không biết em ăn cái gì nữa. Anh phải đoán được em biết em ăn cái gì. Có bao giờ là chị nhà đòi ăn những cái món mà mình không cách nào để mà tìm ra, hoặc là lần đầu tiên mình nghe thấy cái món đó trên đời đúng không? Không có xảy ra chuyện đó. Tức ra anh cũng may mắn hơn trai. Dạ, mình may mắn hơn trai. Dạ. Mình không có bị dở hành. Dạ. Mình không có bị dở hành. Cái lúc mà là chị nhà vừa cạn thì mọi thứ nó có thuận lợi không? Người đàn ông sẽ ở trong vừa cạn với người vợ để thấy được và để hiểu được. Và cái đó là một cái quan niệm rất là phương Tây. Hiện nay xưa em cũng rất là muốn vào. Nhưng mà có một cái lý do, sau này thì nghe bệnh viện kể lại mới biết là trong cái phòng sinh lúc đó có một lý do tế nhị mà em không thể vào được. Em chỉ nói là anh ở ngoài đi, khi nào mà anh vào được em sẽ gọi anh. Thì khi mà người ta gọi mình vào là chúc mừng anh, chị nhà đã sinh xong. Thì lúc đó cái cảm giác của mình như thế nào? Đầu tiên là vui trước, nhưng mà tiếp theo là thấy thiếu. Đúng rồi. Thì mình muốn kia mà tiếng bây giờ vậy. Mình đồng hận, và mình lo nhất là lo cho vợ của mình. Trời, anh đã hứa với em rồi là anh sẽ vào đó với em. Vậy mà nãy giờ em vừa cạn một mình mà anh không hề biết. Vợ mình có buồn, có tủi, có giận, có cái gì hay không? Mình lo nhất là lo cái đó. Cái lúc mà là lần đầu tiên đối diện với lại con của mình, là chắc chắn cảm xúc của mỗi ông chồng luôn đều khác nhau cả. Cái lần đầu tiên mà mình nhìn thấy cái vật thể thì không đúng lắm, nhưng mà là một cái đó thì mình không có thấy được. Mình chỉ thấy cái gì đó xanh xanh, cái áo thì mới sinh là đúng các rồi. Đứa bé đều sẽ được gọi là áp da hay là áp gì đó nhỉ? Áp vào lồng ngực, nó gì đó. Không, cái từ nó ngắn lắm, có hai từ thôi. Sau đó thì cái lời đầu tiên mà mình nghe đó chính là cái lời của vợ mình, nói là ba ơi. Thì khi mà nằm ở trong cái giường rồi mình bắt đầu mình coi được kỹ hơn thì lúc đó mình thấy quá tuyệt vời. Ồ, con mình nè. Ồ, cái chân nè, ồ, cái tay nè, đó, kiểu vậy. Bây giờ mình nhìn lại tấm hình đó, mình mới thấy, ôi, xấu quá. Tức là thấy ghê lắm, đúng không? Nhưng mà bây giờ, lúc đó mình thấy quá tuyệt vời, quá đẹp đẽ. Đang nằm trong cái môi trường nước ối mà, dạ. Cho nên là da dẻ nó hơi nhăn nhéo xíu. Dạ, đúng rồi. Chăm vợ bầu là cực một lẻ rồi, bây giờ chăm con là nó phải cực trăm bề luôn. Mình là một người rất may mắn, bởi vì mình được tạo điều kiện rất là nhiều để có thể làm việc mà không phải quá cực
về cái chuyện đó. Vậy là có sự trợ giúp của ông bà. Đúng rồi, có sự giúp của ông bà. Quê vợ mình là ở Đà Lạt. Khi mà sinh con xong thì sẽ lên Đà Lạt để gọi là ở cử. Thì mỗi một tuần một lần hoặc là hai tuần một lần thì mình lại lên ở vài ngày. Mình sẽ gánh tất cả những cái mà cả tuần qua vợ mình và mẹ mình phải gánh. Thì mình thức, mình chăm con, mình sẽ cho con bú. Những cái đó nó rất đơn giản thôi. Ở đây mình không phải là mình kể cực gì hết. Nó chỉ rất là bình thường so với những cái gì mà vợ mình phải chịu. Thì nó rất là bình thường. Ủa, chăm con thôi mà có gì đâu cực. Lấy nhà canh đó thôi mà. Bình thường à. Rồi bây giờ tới cái phần mà là chắc hẳn rằng là thầy Thái Dương sẽ khá là ngại. Là vợ tôi vô số tội. Bác có nói xấu mình không ta? Không biết nữa, bây giờ cứ nói xấu vợ trước đã. Tại vì mình phải nói xấu mình. Mình cứ nói về vợ chứ. Dạ, đi rồi lắc okay. mình tính sau. Em hiểu lý do tại sao mà các anh rất là ngại khi nói vấn đề này. Tự nhiên cái đi kể tội nó rất là ngại đúng không? Sai rồi, tại vì thực ra nãy giờ đã nói ngại vậy thôi. Chứ xin lỗi chứ hỏi cái vấn đề này. Ê, tôi nói không nghe nè, trời ơi, tôi là vậy, vợ tôi vậy. Lâu lâu có dịp kể sạch bách luôn. Đúng rồi. Thôi tối về mệt. Chưa, chừng nào phát mới mệt. Rồi, phải mệt. Thôi anh xin lỗi em trước nha, nếu mà em có coi chương trình này xin lỗi trước ha. Nhiều quá lựa luôn kìa. Giờ phải lựa. Đó, giữ, giờ em giữ lắm. Giờ em giữ lắm. Thực ra mình sẽ có những cái khó chịu thôi, chứ cũng không hẳn là mình sẽ buồn. Là những lúc mà giận lên thì vợ mình hay phủ hết những gì mình làm, không bao giờ quan tâm em cả. Dùng những cái từ rất mạnh ha, những cái từ tuyệt đối như là không bao giờ. Anh không có lo được cái gì cho em hết. Anh không có mua cái gì được cho em hết. Anh không có lo cho con chút xíu nào hết. Thì lúc đó thì mình làm sao? Mình sẽ có phản xạ là mình giải thích. Nhưng mà khi mà mình giải thích thì giờ mình sẽ rồi đó, bây giờ kể công đó. Thế đó là những cái đó làm cho mình sẽ cảm thấy là không có được vui. Rồi còn gì nữa không? Thấy nãy giờ là những cái nó rất là bình thường đối với phụ nữ luôn á, thiệt. Mỗi lần mà giận dỗi hay là bực bội gì đó là toàn đòi bỏ đi. Ẩm con đi luôn. Còn vợ anh khác, dặn vô đập đồ mà. Không làm gì. Wow. Cái thói quen hơi bị tốn kém nhiều. Tốn kém đập mấy cái ca mũ rồi đó. Dễ mua lại chứ đâu đập mấy đồ mới lạnh tivi đồ chi trời. Nói chung tức giận mà cũng còn lý trí ha. À, tức giận có suy nghĩ á. Cái mấy ca mũ đâu, mấy đồ mũ rồi dễ mua. Bây giờ ghen. Có chứ anh. Ớt nào là ớt chẳng cay. Gái nào mà gái chẳng cay cái chồng. Gì có xa ngã không? Gì ông nội? Gì đi, gì kêu sang ngã. Đó, thì vợ mình, tất nhiên là vợ mình không có đánh ghen, không có gọi là lồng lộn, nhưng mà gọi vợ mình thì sẽ sắp mé kiểu vậy. Ôi, dạo này có nhiều cô đẹp quá anh ha, có nhiều cô đẹp quá anh ha. Mà còn đâu mới thấm quá ha. Cái đó trội nhột lắm chứ. Rồi, bây giờ tới một cái phần bản thân mình đang có tật xấu gì mà mình cần cải thiện để vợ mình vui hơn. Gọi là gì nhỉ? Xấu mà không gọi được tên luôn. Chà. Thật này mình cũng thấy là mình khá là bad. Đó là bởi vì khi mà vợ mình giận mình á, mình có một cái hay, đó là mình không có cãi lại. Nhưng mà mình cũng có một cái dở, đó là mình không có thể nào vượt qua bản thân để mà yêu thương ngay lúc đó được. Thì lúc đó em hay có một cái thói quen, đó là hay mặc kệ. Nói gì nói, không trả lời, không nghe, không quan tâm. Khi mà khó chịu quá có thể là ngủ riêng. Đúng rồi, ở trong nhà nhưng mà ngủ riêng. Nhưng mà đối với vợ mình cái chuyện đó là chuyện rất là gây tổn thương cho vợ mình. Vợ mình có thể như vậy được. Nhưng mà nếu mình làm như vậy vợ mình cảm thấy tổn thương lắm. Có bao giờ khó tính không? Tại vì khó lắm anh. Khó. Em khó lắm, khó nhiều cái mà bây giờ phải giảm bớt rồi đó. Bản thân mình là không có hoàn hảo đúng không ạ? Nhưng mà mình rất là muốn mọi chuyện xung quanh mình hoàn hảo, ít nhất là theo cái ý của mình muốn. Nói là phải làm. Thí dụ như mà trễ thì phải báo cho anh biết. Còn bây giờ mà về trễ thôi là mình đã không thấy không có vui. Tất cả chúng ta luôn, kể cả đàn ông và đàn bà, mà không chịu dẹp bỏ đi cái tôi của mình để dung hòa tất cả mọi thứ thì không có một hạnh phúc nào mà nó có thể tồn tại mãi mãi được. Bây giờ sẽ tới một cái phần trai xin mời thầy sẽ nhìn lên màn hình. Dạ rồi. Chị thấy rằng là chồng chị thì gọi là tật xấu thì là không có nhiều, ngoài cái việc là ảnh hơi gọi là hơi bừa bộn chút xíu, nhưng mà đó là do cái tiếp người ảnh là con người sáng tạo cho nên là mình chấp nhận. Ảnh thì gọi là thường xuyên hát rồi làm thơ tặng vợ, rồi lúc trước thì hay viết thư tay, bây giờ thì chắc là lâu quá rồi quên, không có biết lá nào hết. Nhưng mà vợ chồng chị thì là những cái tiếp người rất là lãng mạn. Ảnh thường luôn luôn dành những cái sự bất ngờ cho vợ, cho con.
hai vợ chồng đều độc lập về kinh tế, không có gọi là áp lực gì cho đối phương hết. Và bản thân chồng chị cũng rất là muốn là chị ở nhà chăm lo cho con, cho gia đình thôi. Ảnh sẽ lo tất cả mọi thứ. Nhưng mà mình cũng hiểu rằng đó là không thể nào mà dồn trách nhiệm lên một con người được. Tại vì cái, những cái năm gần đây hay là cái thời giai đoạn này thì làm ăn rất là vất vả. Cho nên là nhiều khi mình ở nhà mình đứng một chỗ và chồng mình thì cứ bước tiếp. Thì có thể là mình sẽ không hiểu được hết những cái khó khăn, những cái vất vả mà chồng mình trải qua. Cá nhân chị thì chị không có đòi hỏi ảnh, nhưng mà bản thân chị tự tạo điều kiện, ví dụ như là làm mà mệt mỏi lâu ngày quá thì tự book tour, đi du lịch, đi nghỉ dưỡng. Chứ chồng chị thì hình như là ngoài ca hát với lại là kể chuyện, viết thư thì là chắc là không có thời gian làm những cái khác. Chồng chị là một người có cái sự kính, niềm đam mê với âm nhạc, thành ra là rất hai cha con rất là vui vẻ, rất là tận hưởng cái thời gian mà chơi đùa với nhau. Chị tính chị cũng ba chìm bảy nổi lắm, chứ không phải là ôn hòa, được ôn hòa giống như người ta đâu. Chị là người cá tính, cho nên đó là ảnh thì dùng mật ngọt với chị riết cho chị bị lờn. Thành ra là mỗi lần mà chị giận lầy quá là ảnh thọt lét, hay là nói chung mới là cưỡng bức để cho mình không thể nào chịu nổi nữa, mình phải đầu hàng. Thì chị nghĩ là cái trò này nó cũng rất là con nít, nhưng mà thôi, nhiều khi mình cũng chấp nhận được, nhiều khi mình cũng chấp nhận được. Ảnh mãi mê công việc, hay là có những lúc mà stress công việc nhiều thì có thể là vô tâm với gia đình. Vậy thôi, chứ cũng không có cái gì hết để làm cho mình buồn hết. Đôi khi là tập trung cho công việc nhiều quá, thành thử ra là thời gian gia đình nó ít hơn. Ví dụ như là những người khác thì hãy đi ăn cơm tối cùng nhau, còn gia đình chị là không có. Nhưng mà mình thương, ai cũng muốn có thời gian gia đình hết. Còn mình, công việc của mình nó như vậy, cho nên nó là rất là thương. Bởi vì biết là mình cảm thấy thế nào thì chồng mình cũng cảm thấy như vậy. Chị thì chị chẳng có bao giờ có tâm bấy giờ gọi là buồn hay trách chồng mình, chỉ là mình thương vì công việc, vì lo cho gia đình thì thời gian cho con cái, cho gia đình nó thôi. Thật ra là chị chỉ mong chồng bị khỏe thôi. Còn tất cả mọi thứ thì mình đều dung hòa được hết. Chị làm về lĩnh vực sức khỏe nên là chị rất là lo, là làm việc rất là nhiều á. Mọi người chị thấy rằng là chồng chị xuất hiện rất là vui vẻ, rất là năng lượng. Nhưng mà chị là người sống bên trong, chị hiểu được rằng là áp lực công việc rất là lớn, làm việc rất là cực, luôn luôn thiếu ngủ. Cho nên là chị chỉ mong là chồng chị rất là khỏe mạnh. Thì hôm nay là một cái chương trình mà anh chia sẻ những cái điều về làm chồng, làm cha. Trước giờ thì anh em nói chuyện rất là nhiều, nhưng mà em thì cũng chưa bao giờ nhắn gửi gọi là tâm tình thỏ thẻ với anh về những cái điều giống như rằng là em rất là mong muốn anh luôn luôn khỏe mạnh. Và anh dù có làm cái gì hay là có như thế nào thì chắc chắn là anh vẫn luôn luôn có vợ và con đứng sau anh. Cảm động, rất cảm động, phải kìm nén. Rất là cảm động. Thực ra mình chưa bao giờ nghe những cái lời như vậy cả. Kiểu là người nhà với nhau thì nói những cái đó nó không có thuận miệng hay sao đó. Coi xong cái này mình nghĩ rằng là dù có thế nào đi nữa, những cái lúc mà mình giận hay là những lúc mà mình không vui, mình hãy nghĩ tới cái này. Được gửi một lời dành cho vợ và con. Cho dù là cái gì đi nữa, dù đúng dù sai hay dù gì đi nữa, anh làm cho em buồn là anh có lỗi. Và rất cảm ơn em đã tin tưởng, và rất cảm ơn tình yêu của em dành cho anh. Nghe một cái là phải gọi là rụng rời luôn, quá tân ngà. Ngào quá. Ngọt ngào, trời ơi. Sweet. Bây giờ sẽ là phần game siêu bố trổ tài, thử tài trí nhớ.
cái này thì hơi căng à. Với cái trường hợp mà kiểu như là vợ mới sanh mà lúc nào cũng bị vợ sai như vậy thì hay quên nhiều thứ lắm. Nhớ tả sửa sửa tả sửa sửa tả sửa sửa tả rồi. Khổ lắm. Mỗi bên sẽ được Ngọc Trai đọc ngẫu nhiên những từ khóa liên quan tới bà bầu khi mang thai. Thấy không? Khi mà Ngọc Trai đọc xong và nói hết á thì là mới được quyền trả lời. Giờ ai chơi trước nè? Thầy chơi trước. Ok. Dạ rồi. Tưởng kính lão đắc thọ là phải qua bên đây. Dạ đúng. Con ai lớn rồi đó chơi trước. Con ai lớn rồi đó chơi trước. Rồi câu đầu tiên. Những hoạt động của bé khi còn ở trong bụng mẹ. Ủa sao người ta có thể biết được cái này ha. Tôi cũng biết luôn trời. Nấc, phản ứng và lắng nghe, nhào lộn, múc ngón tay, đi tiểu, uống nước ối, mắt đảo liên tục, khóc hết. Lắng nghe, múc nước ối, đi tiểu, nút móng tay, nấc, phản ứng và lắng nghe. Ủa cái gì mà lại có ốc móng tay nữa thầy? Nút móng tay. Múc móng tay. Thầy mắng ốc. Rồi nói chung là cũng được khá khá nhiều ha không? Dạ, tiếp nè Tân nè. Từ đi. Ê công nhận nha, cứ mỗi lần mà tới Thanh Tân cái câu hỏi nó kỳ cục lắm cơ. Những giai đoạn phát triển của thai nhi. Rụng trứng, tinh trùng, nhau thai, thụ thai, làm tổ, phôi thai, ốm ngén, phân su, ống dẫn trứng hết. Rụng trứng, tinh trùng, phôi thai, ống dẫn thai, ống dẫn thai. Tôi có cái ống không ta? Ống dẫn thai là gì cha? Con gì ống dẫn thai? Người ta chỉ có thụ thai, ống dẫn thai gì là dẫn cái thai nó đi đâu? Đó, nãy ba cái này đúng không? Ừ. Rồi rụng trứng, tinh trùng, thụ tinh, phôi thai. Ừ, ra phôi làm gì nữa? Ống ngén. Ừ, ống ngén rồi, ống ngén rồi sao nữa? Đau bụng, nhức đầu, chóng mặt. Lúc mà đẻ ra xong thì em bé ngoe ngoe ngoe. Đúng rồi, ngoài ngoe ngoe thì có gì nữa không? Có gì nữa không? Cái gì mà nó thơm ơi là thơm đó anh. Thơm. Nước ối. Nước ối. Cái gì vậy trời ơi. Gì đâu. Đúng rồi. Thì đúng rồi, phân gì? Phân thiếu nhi. Trời ơi, phân su ông ơi. Phân thiếu nhi là gì cha? Thì nó còn nít chưa thiếu nhi. Rồi nói chung là ok, ừ đi đi. Tiếp theo, những hoạt động ảnh hưởng đến thai nhi nên tránh. À cái này là mình cần phải nhớ rõ nha. Dạ rồi. Nha, 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 các ông bố nha. Đầu tiên là sử dụng điện thoại, chụp X quang, nằm ngửa khi ngủ, vận động mạnh, ngồi lâu, quỳ gối, ngồi xổm. Hết. Sử dụng điện thoại, chụp X quang, nằm ngửa, ngồi lâu. Hết đó. Tiếp theo, những việc bà bầu nên tránh khi mang thai. Tắm nước nóng lâu, ăn cay, nằm ngửa, đâu cho điện thoại, trang điểm, xoa bụng căng thẳng hết. Tổng gì ta? Tổng gì ta? Tắm nước nóng lâu, ăn cay, nằm ngửa, xoa bụng. Ủa? Suy nghĩ, vận động mạnh. Còn gì nữa không? Hết rồi, hết nhớ. Rồi, có một cái bài hát dành tặng cho các anh ông chồng. Một cái cảm xúc khi mà mình được về chung nhà, mình ở với nhau ha. Từ hôm nay ta là một đôi. Ok. Nhảy theo em nha. Ok, nhảy luôn nè. Ghi ra điện đi, chống nha. Mấy hôm nào ta ngẩn ngơ tình mới, mà hôm nay em đang mặc áo cô dâu. Yo, 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 mấy yo. Hôm nào hey. Em còn vu vơ hờn dỗi, mà hôm nay tên ta được viết bên nhau. Từ hôm nay ta là một đôi, kìa nhìn xem ai cũng áo quần mới, bao người quen khắp từ muôn phương đến cùng chung vui. Từ hôm nay ta thuộc về nhau, ngàn đời sau và muôn đời nữa, không còn chi cách lìa đôi ta chẳng thể chia xa. Mãi mãi là nhà. Đúng không? Đúng anh. Ok. Ê tôi thấy hát không có mệt ha. Mà cái thằng nhảy nó mệt lắm luôn á. Tôi đâu mệt. Đúng rồi, ngồi nhảy đâu mà. Rất là cảm ơn những chia sẻ và những câu chuyện cực kỳ thú vị mà thầy Thái Dương vừa chia sẻ. Và Ngọc Trai rất mong các bạn khán giả sẽ luôn luôn ủng hộ chương trình Các Ông Bố Nói Gì nha.